À, xin chào quý khán giả trở lại với kênh Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình qua đi lượm được trái sầu riêng cũng dưới cái đề, nhưng mà sáng ngày ra thì trái sầu riêng nó hơi thơm thơm mà nó bị hôi nước rồi, không biết khui ra ăn được không nữa. Giờ mình sẽ khui thử quả sầu riêng này nha, rất dính bèo tùm lum hết trơn luôn, không biết có ăn được không nữa. Giờ khui đợi cho thử. Đây, tắt đi. Này á, nó còn hơi sống hay sao á. Mình quay mình ấy không được nên mình lấy dao mình cắt luôn. Mình khui nó chưa có chín hùng. Ây da, đau quá. Tắt quay. Ây da. Đó, trời ơi, chưa có chín hùng. Nó còn trắng. Ờ, cái này chắc chín hư quá, nó rụng, nó bị già. Bị già rồi nó rụng với nước hay sao. Hay là bị ăn trộm ha. Chắc nhất cũng ngon hơn. Rồi nước vô nè, để mình tách muối ra nha. Muối vào chưa 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 chín hùng sao vậy. Thôi hình như là ơi còn trứng cống à. Rồi nè, đi sướng sướng rồi chưa chín mà mình khui rồi. Khui quả sầu riêng này đó chưa chín mà bị sượng cứng cống mà không có thơm không có mềm. Trời ơi, khui trái sầu riêng nghe sống nhan nè. Rồi sầu riêng này không ngon lành chứ, cứng như đá thì đâu vậy. Chắc cái này ăn không được rồi. Bị hư rồi. Bị sườn rồi. Bị sườn, cái sầu riêng là bị sườn. Bị rụng quá, nước gì vậy? Nước nó ổn. Nước vô hơi rồi. Ủa ghê. Nước vậy rồi. Cắt ra luôn. Chơi dao cắt luôn. Biết biết vậy mình để qua đêm được rồi. Để thêm đêm nữa mà sợ ăn không được nước vô. Rồi tắt. Chết sầu riêng này mình khui ra ăn không được, tiếc ghê luôn á. Nó bị sượng cứng cống mà nó mới vừa mùi thơm mà tại nó bị rụng dưới nước á. Mình nghe mùi á, trái này chắc nó bị tét nhánh quá. Mình nghĩ là nó bị tét nhánh đó. Mình nghĩ là nó bị tét nhánh nên nó chín chín non chín nét quá, nó không á. Nhìn muối nó cứng cống, màu nó cũng chưa có lên màu nữa, rụng ghê luôn á. Trái này chắc chiên ăn hay làm gì có xay sầu riêng kem. Sầu riêng kem không ngon lành vậy chứ. Cái này cái sầu riêng này nó bị tét nhánh, nó rụng, nó rớt dưới nước á, nó bị nước nó rút vô nó thâm da hết trơn. Da nó thâm hết trơn, mình làm cái muối nó cũng không được ngon lắm nè, trắng màu gòn màu kem, chưa có vàng chưa có lên cơm.